được nhìn thấy hình ảnh của chúng ta ở cái cửa hàng bán về cái đồ đặc sản riêng của khu vực vùng miền của khu vực Tokyo cũng như là của Nhật Bản nói chung. Đây là một cái món ăn rất là ngon được về Nhật Bản các bạn nhìn thấy không? Đó, cách làm các bạn nhé, các bạn nhìn thấy rất là ngon, bao gồm bột cùng với các loại hải sản bên trong, các loại rau, cái hậu quả rất là ngon các bạn. Akihabara các bạn nhé, rất là ngon. Món ăn takoyaki. Đây là cách chế biến của người Nhật Bản, làm trên cái khay gỗ, khay kim loại. Trong đó thì có những cái lỗ nhỏ tròn tròn để có thể họ sửa làm lên cái món ăn này, rất là tuyệt vời. Một món ăn rất yêu thích của Nhật Bản. Ở bên trong có mực, có bạch tuộc, có các bạn nhìn thấy không? Cách làm họ dùng hai cái thanh kim loại rất là nhỏ nhọn và để có thể di chuyển được những cái viên bi takoyaki kia, rất là ngon. Mọi thấy không, rất là tuyệt vời. Sau thì họ bôi tare và cho mực, cho thịt cá lên các bạn, rất là thơm, rất là ngon. Đây là một cái trong một loại bánh rất là ngon, một cái đặc sản riêng của cái khu vực và cũng như là rất nhiều. Thực ra thì nếu mà để nổi tiếng nhất thì chúng ta phải đến với Osaka. Các bạn đến tới khu phố Nam Bàn ở tại khu vực Osaka thì có thể thưởng thức cái loại thực phẩm rất là ngon này, takoyaki này, rất nổi tiếng của Osaka. Nhưng mà ở các vùng miền khác nhau thì cũng có rất nhiều các cửa hàng họ chế biến theo phong cách chung của Nhật Bản, nhưng mà cũng có những cái cách chế biến, pha chế riêng của từng cửa hàng riêng, nó vẫn tạo nên một cái hương vị rất đặc trưng và quyện vào đó và cái mùi thơm của cái món ăn này. Người Nhật Bản rất yêu thích cái món này các bạn nhé. Takoyaki các bạn ạ, takoyaki rất là ngon.
đó các bạn thấy không, đó bây giờ bắt đầu họ đổ nguyên liệu lên, họ đổ nguyên liệu lên những cái khay đó, sau đó thì là họ chế biến, bắt đầu cho mực các bạn nhé, đó cho mực rất là ngon này, cho mực rất là tuyệt vời, cho mực. Ở đây là con bạch tuộc các bạn nhé, bạch tuộc, bạch tuộc. Rồi bạch tuộc mỗi một quả tròn đó là một cái miếng bạch tuộc riêng, rất là ngon, nó rất là đều, rất là chuyên nghiệp. Sau đó thì họ cả hợp lên hòa quyện với nhau. Cái này là linzin các bạn nhé, cái loại màu đỏ đỏ là linzin, sau đó cho hành. Sau đó thì mình sẽ đổ tiếp thêm một lớp bột lên nữa để cho đầy đặn hơn và bao phủ xung quanh cả những con bạch tuộc đó. Cái ra từng tiếng phút nhỏ một, các bạn nhìn rất là ngon nhé. Đó, họ bắt đầu cho thêm bột các bạn này, và bắt đầu đổ thêm bột lên. Các bạn thấy không? Cách làm cái loại bánh takoyaki với phương thức làm của Nhật Bản. Và ngày hôm nay mình được đến đây và thưởng thức cái món ăn này rất là ngon, rất là thơm, rất tuyệt vời. Rất ngon các bạn ạ. Thì mình đương nhiên là đã chín rồi các bạn nhé, đã chín rồi, có thể đưa ra để phục vụ cũng như là bán cho khách hàng rồi. Đó, các bạn thấy không? Thì rất là ngon các bạn nhé, rất là ngon. Đang còn nóng hổi các bạn ạ, nóng hổi luôn. Đưa vào trong nước thì rất là tuyệt vời. Rất là ngon, rất tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời, rất là ngon. Một trong những cái món ăn đường phố cũng như là một món ăn rất yêu thích của người Nhật Bản, du khách quốc tế cũng rất là yêu thích takoyaki. Đây là một món ăn cực kỳ tuyệt vời, rất thơm, rất ngon, một cái hương vị đặc trưng của Nhật Bản, với nhiều nước sốt, với cái nhân bên trong gồm có rất nhiều các thứ được pha trộn quyện với nhau, như cái bạch tuộc này, có thể là do sử dụng con mực để làm nên cái nhân, hành, rồi những cái daikon, rồi các bạn có thể cho cả
củ cà rốt đó, rồi hành làm cho cái hương vị cũng như là cái thực phẩm này nó rất là thơm và rất là ngon. Các bạn thấy không, rất là đẹp. Đấy, cái hành chuẩn bị hành thành và thực phẩm của các bạn rất là ngon. Rất ngon các bạn ạ. Viên bi takoyaki đã đủ màu và đã đủ độ chín nên họ bắt đầu cho lên cái cây đó, những cái thuyền đó, thuyền bằng gỗ, giấy gỗ các bạn nhé. Sau đó thì là rắc các nguyên liệu phía trên lên, rắc sốt lên, tare lên và cho có thể cho thịt cá lên và bán cho du khách. Các bạn không, dần sử dụng cái hai cái canh thanh kim loại nhỏ có nhọn và năm viên bi, cái viên takoyaki đó trong cái cây gỗ, cái cây sắt để cho cái viên đó được có thể chín được, rất tuyệt vời. Một món ăn rất là ngon các bạn ạ, cực kỳ ngon luôn rồi. Với người Nhật Bản cũng như du khách quốc tế rất yêu thích cái món này, takoyaki các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, họ cắt cá lên sau đó thì cho thịt cá lên đó. Rất ngon. Thank you.